Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, 23 giờ tới này, Bồ Đào Nha sẽ ra quân ở vòng chung kết Euro 2021 gặp Hungary. Hungary từng là thế lực của bóng đá thế giới. Đội bóng Đông Âu từng hai lần về nhì World Cup 1938 và 1954. Tuy nhiên, kể từ sau kỳ Euro 1972, bóng đá Hungary chìm trong khủng hoảng. Họ vắng mặt ở 10 kỳ Euro liên tiếp cho đến khi giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm 2016. Ở vòng chung kết năm nay, lá thăm may rủi lại đưa Hungary rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn khi nằm ở bảng F tử thần. Ngoài Bồ Đào Nha, bảng đấu này còn có hai ứng viên vô địch khác là Pháp và Đức. Đối thủ của Hungary ở trận ra quân là Bồ Đào Nha, đội đang là nhà đương kim vô địch. Mặc dù Hungary đang có phong độ tốt, nhưng trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều, đội bóng Đông Âu khó lòng gây bất ngờ, bởi vì so với 5 năm trước, Bồ Đào Nha mạnh hơn rất nhiều. Ở cuộc so tài đêm nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Ronaldo, chân sút người Bồ Đào Nha dù 36 tuổi, nhưng vẫn là trụ cột của đội bóng. Và anh đang đứng trước ngôi lập siêu kỷ lục ở sân chơi Euro. Nếu ra sân ở trận đấu đêm nay, Ronaldo sẽ là cầu thủ đầu tiên có 5 kỳ Euro liên tiếp. Lần đầu tiên cầu thủ này dự Euro là vào năm 2004. Kỷ lục thứ hai là số bàn thắng tại vòng chung kết. Tính từ thời điểm ra mắt và ghi bàn vào lưới Hy Lạp năm 2004, Ronaldo hiện đã có 9 bàn thắng sau 21 trận đấu. Anh có số bàn thắng bằng với huyền thoại Michel Platini, người ghi cả 9 bàn thắng cho đội tuyển Pháp tại Euro năm 1984. Nếu ghi bàn, anh sẽ vượt qua tiền bối. Phát biểu trước trận đấu, Ronaldo cho biết: "Với tôi, điều quan trọng nhất là vô địch 2 kỳ Euro liên tiếp. Toàn đội đã làm việc rất tốt và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng chinh phục. So với 5 năm trước, chúng tôi có đội hình trẻ trung hơn, tiềm năng cũng lớn hơn. Nhưng phải bước vào giải đấu thì chúng ta mới biết được mình có mạnh hơn hay không. Không chỉ có phong độ tốt, dàn cầu thủ đồng đều, Bồ Đào Nha còn được lịch sử chống lưng. Thống kê cho thấy, Bồ Đào Nha chưa từng thua Hungary trong quá khứ. Cụ thể, Bồ Đào Nha thắng 9 và hòa 4 ở 13 lần so tài gần nhất trước đối thủ. Do đó, nếu chơi đúng sức, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn ở trận ra quân." Theo lịch, trận đấu giữa Hungary với Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.